xin mời bạn. Giới thiệu đội nha. Rồi, dạ thì Hên cũng xin đại diện cho đội yêu thương thì chào ban giám khảo và chào tất cả các anh chị em có mặt tại đây. Cái chủ đề mà bên đội yêu thương nhà được nhận để mà thuyết trình đó là về cái cuốn sổ tay. Dạ thì nói về cái cuốn sổ tay này, nhưng mà tất cả các bạn đây thì Hên luôn biết một điều, chúng ta có biết được cái nguồn gốc từ cái cuốn sổ tay này đâu mà ra không ạ? Có ai biết được ạ? Cái nguồn gốc từ cuốn sổ tay là làm được là từ gỗ mà làm ra, nhưng mà từ gỗ đó, từ những cái thiên nhiên đó là từ đâu mà ra? Đó là về từ Chúa mà ra. Thì Chúa của chúng ta rất là tốt lành, Ngài đã biết tương lai chúng ta cần những cái gì, từ xưa Ngài đã tạo ra những gì và tương lai Ngài sẽ tạo ra chúng ta cái gì. Thì bây giờ chúng ta có được một cuốn sổ tay, thì cái cuốn sổ tay này đây thì nó cũng sẽ có về cái mặt lợi và cái mặt hại của nó. Thì nói về người ngoại thì cái cuốn sổ tay này người ngoại thường dùng để làm gì? Dạ, viết nhật ký. Hoặc là về ngày xưa khi chúng ta cái thời chưa có hiện đại thì chúng ta có thể dùng cái cuốn sổ tay này chúng ta viết thư tình chẳng hạn, như vậy cũng được. Dạ, nhưng mà về cái người Cơ Đốc nhân giờ hiện tại bây giờ thì cuốn sổ tay này có rất là nhiều lợi ích cho chúng ta. Cái thứ nhất, chúng ta có thể ghi lại những cái gì mà chúng ta học ở trong nhà thờ, hoặc là các tuổi chúng ta nhóm học và các tuổi chúng ta học kinh thánh, chúng ta ghi tâm ký. Vì những gì mà những mục sư mà dạy cho chúng ta có thể chúng ta học được, chúng ta ghi vào liền. Hoặc là chúng ta ghi những câu kinh thánh mà chạm đến lòng Chúa của chúng ta, hoặc là những câu kinh thánh mang ý nghĩa nào đó. Ví dụ mới nãy là cái chủ đề kinh thánh thì cũng cho chúng ta một bài học, đó là có rất là nhiều tà giáo họ dùng kinh thánh, họ bắt bẻ kinh thánh, mặc dù cũng một cái câu đó nhưng mà họ cố tình họ bắt bẻ đi sang một cái nghĩa khác. Như vậy ví dụ như họ dùng một câu kinh thánh đó, nhưng mà chúng ta nhớ à, bữa đó là vị mục sư trong hội thánh chúng ta đã có giảng về chủ đề này rồi, và chúng ta đặt lại ngay cái phần trong cái cuốn sổ đó, à câu kinh thánh này như vậy mới đúng, người đó nói sai. Chúng ta có thể chúng ta đối đáp với những người mà cố tình bắt bẻ và những cái người tà giáo đó cũng được. Về một cái vấn đề nữa, và đó là khi mà chúng ta ghi lại hình, ví dụ giống như là cái chủ đề sống đạo, thì trong các buổi học vừa qua thì chúng ta ghi rất nhiều về đức tin, về tình yêu thương. Hơn ví dụ về tình yêu thương, chúng ta cầm một cuốn sổ này, chúng ta sắp đến nơi công việc hoặc là nơi làm việc, ví dụ bạn của chúng ta thấy lạ quá, mượn khi mà họ đọc vào thấy ui, tại sao trong Chúa có nhiều tình yêu thương như vậy, trong Chúa có nhiều sự quan tâm như vậy, chúng ta có thể sẵn để đó, người bạn chúng ta thắc mắc tại vì sao chúng ta ghi như vậy, họ sẽ hỏi chúng ta, thì sẵn để đó chúng ta có thể làm chứng cho họ cũng được. Có rất là nhiều cái lợi trên cái cuốn sổ tay này. Dạ, nhưng mà Hên xin nói về cái hại, tại vì chắc chắn mà Hên chỉ nói có lợi không, thì chắc chắn các đội như này sẽ có nhiều cái ý nghĩ à sẽ tìm để mà bắt bẻ. Thì cái hại của nó như thế nào? Mất thời gian như thế nào? Có một số bạn ghi chữ rất là chậm, hoặc là một số bạn mới học chữ chưa ghi được thì phải làm như thế nào? Chúng ta hiện tại giờ cũng có smartphone, thì chúng ta khi mà nếu như chúng ta vừa ghi âm cũng được, thì chúng ta ghi âm cái bài giảng hoặc là cái bài học đó lại, xong rồi về nhà chúng ta có thời gian chúng ta đúc kết lại, chúng ta nghe lại cái bài giảng đó, chúng ta thiếu cái ý gì chúng ta có thể ghi vào. Với lại nữa là cái hại của nó là như thế nào, chúng ta và khi mà cầm như thế này thì chắc chắn là qua một cái thời gian dài và sâu mòn hay là gắn bó như nào thì nó sẽ làm ảnh hưởng, hoặc là khi chúng ta làm ướt nó thì cái cuốn sổ tay này dạ thì không còn tác dụng. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng, chúng ta có được một cuốn sổ tay và làm rất là nhiều việc. Hơn ví dụ thêm một cái nữa, đó là khi mà chúng ta thuyết trình mới nãy là cái đội đầu tiên, có phải là ghi đứng ở đây nhìn mà đọc không ạ? Thì nó cũng có cái lợi đó, chúng ta giúp ích cho công việc chúng ta, hoặc là chúng ta hướng dẫn thờ phượng cũng vậy, thì chúng ta nhiều lúc chúng ta phải ghi vào để chúng ta nhớ được, tại vì chắc chắn đầu óc của mỗi con người chúng ta chỉ có những người cực kỳ thông minh họ mới nhớ được tất cả những gì mà mình đã viết ra, còn chắc chắn có đa số đó là thường lúc nào cũng phải xem vào lại đây một lần nữa chúng ta mới nhớ được. Đây là có rất là nhiều cái lợi. Dạ rồi, xin hỏi lại. Thương quá à. Bạn nói rất là chuẩn, đúng 5 phút, các bạn có 2 phút đã phản biện. Rồi bạn thuyết trình rất là hay, nhưng mà mình có ý kiến là hỏi bạn là bạn nói là cuốn sổ tay có hai tác dụng, có mặt tốt và mặt xấu, và bạn nói là người ngoại á thì dùng nó để viết nhật ký. Hỏi bạn viết nhật ký là sai hay sao? Với bản thân tôi vẫn viết nhật ký bình thường, vậy sai chỗ nào? Dạ, viết nhật ký có hai loại. Cái loại thứ nhất đó là viết về những cái sự mà vui của mình,
đó là tốt thì không sao, tại vì trong cái cuộc sống trong hàng ngày chúng ta vui chúng ta sẽ viết lại, nhưng mà viết nhật ký về những cái buồn thì những cái buồn như thế nào chúng ta có thể ở buồn chúng ta viết, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại những ngày sao mà lòng mình lại thảm, tại vì nếu như mà chúng ta cứ suy nghĩ về những chuyện buồn chúng ta sẽ đi về hướng tiêu cực, sẽ xảy ra rất là nhiều cái tình trạng, tại vì sao ạ, có rất là nhiều người họ cứ buồn như vậy, tại vì thời gian rất là ít, cho nên là tôi không thể nào tôi giải nghĩa hơn được hết cái khúc mà viết nhật ký, cho nên là khi mà các bạn hỏi thì tôi sẽ giải thích, tại vì thời gian của chúng tôi chỉ có 5 phút mà thôi. Chưa hỏi làm đúng không, rồi tiếp tục. Trong nhật ký của tôi vẫn có những lúc rất đau thương, rất là những lúc rất là bi đát, nhưng đến một ngày nào đó tôi rất là tươi vui, tôi nhìn lại cái đoạn rất là buồn thảm đó, tôi cảm thấy rằng là điều đó rất tốt, tôi cảm ơn Chúa vì Chúa ngài đã ban cho tôi. Vì bạn là người ở trong Chúa, mới nãy tôi đang nói về người ngoài, không phải là nói về người trong Chúa. Bạn là ở trong Chúa là một vấn đề đó. Bạn là ở trong Chúa tại vì sao? Khi chúng ta ở trong Chúa, tại vì những cái điều mà vui buồn ở phía trước chúng ta, những cái sự sa ngã đó là giúp chúng ta thành công, và chúng ta vẫn ở trong Chúa đó mà. Tôi muốn nghe một cái phản biện ở phía dưới, ở phía trên là sôi nổi quá mà phía dưới ở đây không ạ? Có ai không? Rồi. Nói sẵn tiện bạn nói cái chỗ mà vui buồn á, thì bạn nói là trong Chúa thì không sao, đúng không ạ? Nói vui buồn mà trong Chúa thì không sao. Như vậy nếu bạn nói như vậy thì những người ở ngoài xã hội là, nếu nói như vậy thì bạn sẽ báo là cái người ở ngoài xã hội không được biết điều buồn. Nói vậy là bạn nói là không hơn giá thì cổ đây mới hại hết giá. Mình nói cho hết đã, mình chưa nói hết rồi. Cho nên ở đây nếu như bạn không cho những người ở ngoài xã hội họ đau buồn thì hầu như họ đều không tìm đến Chúa. Tại vì những người ở ngoài xã hội mà họ cảm thấy họ vui, họ cảm thấy là họ không đi tìm Chúa. Chỉ khi mà họ đau buồn họ mới tìm Chúa. Hơn tôi nói thêm một câu đó là mới nãy là hơn đang nói về tác hại, hơn chưa dùng một cái từ nào không cho viết, không cho người ngoại viết những cái buồn, chưa từng nói cái câu không cho. Dạ hơn nói là hơn đang nói về cái tác hại của nó. Đó hơn đang nói về cái tác hại chứ không phải là đang nói cấm cho hoặc là không cho, không bao giờ nói tới cái vấn đề đó, chỉ nói về vấn đề tác hại mà thôi. Tôi biết là không thể nào giải đáp hết được đâu, nhưng mà vẫn có bảo vệ được ý kiến của mình, dù đúng hay sai tôi vẫn phải bảo vệ ý kiến của tôi, bởi vì đó là ý kiến của đồng đội của chúng tôi. Rồi xin mời ý kiến của ban giám khảo. Giỏi quá hả? Bạn ơi, rất là hấp dẫn. Cảm ơn Chúa là các bậc đội yêu thương đã nói lên được cái lịch sử của quá trình để hình thành cuốn sổ tàng. Nó bắt buộc từ đâu, cái gốc, đó là điều rất là tốt rồi ạ. Đưa cho các bạn có một cái tầm hiểu biết về lịch sử cuốn sổ tàng, đó là một điều tốt. Và một điều nữa, chuẩn hơn nữa là cái đội yêu thương như mình vui mừng có một cái tài hùng biện rất tốt, và cái ứng xử, cái khẩu tài ứng xử của thuyết trình viên rất là nhạy, rất là tốt, đó là tôi. Cái thứ ba nữa, nói lên cái lợi ích và cái tác hại thì chúng ta đã thấy rồi, các bạn đã bàn với nhau phản biện nhiều rồi, nghe rồi tốt. Với tôi đội này cũng khá tốt, 95 điểm. Khi mà các bạn nói ghi chú á, tôi nghĩ suy nghĩ đến cái chuyện là ghi số được. Người có tinh thần đó là cuối năm tổng kết lại, à thằng này chú đợi đâu không lo được thì sẽ ở đây tới xử. Và cái đó là ngoài thôi, nói chuyện vui thôi. Các bạn thứ này rất là tốt, tôi cho 97 điểm. Tôi thì thấy đội yêu thương thuyết trình rất là tốt, và nhưng mà bạn nói quá nhanh để cho đủ thời gian, nên có nhiều cái câu bạn rút lời. Nếu mà bạn không, bạn nói theo đúng để chúng ta có thể kịp hiểu thì các bạn sẽ bị cháy giờ, nhưng mà ở đây các bạn đã đúng giờ. Và một điều nữa là các bạn đã nói được phát nguồn từ giấy,
từ nơi đến tàu hóa của chúng ta, điều đó rất tốt. Và các bạn nói được những lợi ích đó. Còn về cái chuyện, bây giờ tôi nói thêm một chút xíu về khi viết nhật ký. Viết nhật ký thì tôi viết từ năm 13 tuổi. Và tôi viết mãi, mãi, mãi. Đến khi tôi gặp nhà tôi cũng còn viết nhật ký. Và nó đau buồn, nó đau thương, nó khổ biết bao nhiêu. Rồi đó những cái thống hối và những cái cảm ơn Chúa. Cả một quá trình, những năm tháng của còn ngồi dưới ghế nhà trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi, nhưng các bạn biết không, cái quyển nhật ký đó nó đã theo tôi đọc lại, nước mắt nó chảy bao nhiêu là chảy và cũng cười bao nhiêu là cười. Nhưng rồi sau đó thời gian, mãi đến năm nay, không còn nữa. Vì bị cứ giữ hoài, đâu phải thời chiến tranh qua bao nhiêu là căn nhà, nó cũng bị mối mọt, nó cũng hư. Bây giờ có một cái Facebook rất là muốn viết lên, nhưng mà nó hết rồi, nó mất hết trơn rồi, còn đâu nữa. Tôi nghĩ là khi nhật ký cũng là một điều tốt, nhưng mà không tốt lắm đâu. Tại vì có thể tâm sự được, có thể những người mà trầm, tính trầm đó, có thể nói được tất cả lòng mình, nhưng mà theo thời gian thì nó cũng mai một đi. Nên cái việc tôi chia sẻ về cái nhật ký theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta nói đến Chúa, nói với Chúa, quỳ xuống nói thẳng với Chúa, điều đó tốt nhất trên đời sống của chúng ta. Đội yêu thương chính hiểm rồi. Ý kiến của tôi thì đội yêu thương thì thuyết trình viên thuyết trình rất là tự tin, rất là mạnh mẽ, xác quyết và rất là thông minh, và giọng nói tuy nhanh nhưng mà toàn toàn rõ chữ và nói hoàn toàn tiếng Việt Nam. Và sau đó là trước cái sự phản biện của các bạn thì cũng rất là bình tĩnh trả lời. Tôi xin cho 99 điểm. Điểm cao nhất nãy giờ đúng không? 99 điểm đúng không các bạn?